Chào các bạn đã đến với kênh Sen Đá Con Tum. Gác lại những cái phần chăm sóc sen đá cụ thể, mình sẽ đi vào tư vấn cho các bạn về cách nhân giống sen đá. Vì gần đây một số bạn thắc mắc rất là nhiều, khi nhân giống sen đá thì cây lá nó hay bị chết. Mình sẽ chỉ ra cho các bạn những cái sai lầm mà các bạn mắc phải. Các bạn thường xuyên mắc phải những cái cách làm sai ngay từ ban đầu. Chính vì vậy mà cho dù các bạn có làm thực hiện đúng theo các cái quy trình của mình bày đi nữa thì cái lá sen đá của các bạn cũng không bao giờ mà thành công. Thứ nhất, cái sai của các bạn đó là cái cây của các bạn tách ra mà nhân giống ấy là nó đã có vấn đề rồi. Chẳng hạn như cái cây như này, thường thường các bạn thấy có một cái cây cây sen đá của các bạn đang bình thường như này, có một số lá nó có dấu hiệu có vấn đề, các bạn tách ra nhưng mà các bạn tiếc, các bạn để lại, các bạn nhân giống, thì đảm bảo với các bạn là mấy cái lá đấy nó không bao giờ thành công. Cái thứ hai đó là cái cây của bạn nó có dấu hiệu sắp bị chết, các bạn tiếc quá cũng tách hết lá ra nhân giống, cũng không bao giờ mà cái lá đấy nó ra rễ được cho các bạn, vì cái cây nó sắp chết rồi thì cái lá làm gì mà còn đủ khỏe mạnh tươi tốt mà nhân giống được nữa. Cái thứ ba đó là những cái lá nó rụng xuống, lá hư rụng xuống rồi thì các bạn thấy nó đang còn tươi, các bạn cứ tưởng là nó không bị sao, cũng lấy nó mang đi nhân giống. Thì một số trường hợp nó cái cây ấy nó bị sốc nhiệt hoặc nó bị úng thì nó rụng, nhưng một số cây những lá nó rụng xuống nó có thể nảy mầm ra rễ được, nhưng một số cây thì nó rụng xuống là cái lá nó bị hư luôn chứ không thể nhân giống được. Đó là những cái sai ngay từ ban đầu mà các bạn mắc phải. Một cái sai tiếp theo đó là khi tách lá nhân giống thì sau khi tách các bạn cho luôn vào đất rồi các bạn tưới nước, thậm chí các bạn còn cho vào một cái hộp. Các bạn không biết, các bạn mà hình như các bạn học ở bên cách của bên Hàn Quốc ấy, người ta cho vào cái hộp, người ta đã đóng kín lại đấy. Thì các bạn có học của ai thì học, nhưng mà các bạn cũng phải hiểu biết một tí. Cho vào hộp cũng được, không cho vào hộp cũng được, nhưng mà theo mình thấy các bạn cứ để tự nhiên nó thoáng mát thì nó với sẽ không bị úng, không bị hư, chứ các bạn đậy kín nó lại thì nó sẽ bị hư. Cái thứ hai là các bạn đừng có tưới nước. Cái nhiều bạn bảo là bây giờ em không tưới nước cho nên là lá nó bị thối, cho nên là em tưới nước vào cho nó khỏi bị thối. Nó rất là sai lầm. Các bạn không tưới nước mà nó đã bị thối rồi thì các bạn tưới nước vào thì nó còn ra một cái gì nữa. Đó là một cái sai lầm tiếp theo. Một cái sai lầm nữa đó là các bạn không biết học theo ai thì cứ nghĩ là khi mà tưới nước vào thì nếu mà đặt ngửa cái lá này lên thì nó sẽ bị đọng nước lại, nó úng. Cho nên là cứ úp cái lá lại. Đó là một cái sai lầm tiếp theo. Cái rễ nó luôn luôn đi xuống. Đây là một cái lá. Cái rễ luôn luôn đi xuống, cái mầm luôn luôn đi lên. Mà các bạn úp ngược nó lại như thế này thì không lẽ các bạn cho cái mầm nó đâm xuống đất và cái rễ nó đi ngược lên trên. Đó là cái sai lầm tiếp theo. Một cái sai lầm nữa đó là vừa mới tách lá ra lại vùi luôn nó vào đất. Cứ nghĩ là trồng như kiểu trồng cây ấy, vùi luôn nó vào đất. Thế là làm nó bí, rồi thậm chí còn tưới nước cho nó nữa. Thế thì kiểu gì nó chẳng bị hư. Đó là một số các cái sai lầm mà các bạn thường xuyên mắc phải. Chính vì vậy mà nó chết từ một cái công đoạn mà các bạn mắc sai lầm. Tuy nhiên các bạn không nhận ra. Thì các bạn cứ để đấy, các bạn nhân giống rồi các bạn nó bị chết rồi các bạn không biết là nó bị sao. Cho dù các bạn làm các cái đồng công đoạn kia đúng cách. Một cái nữa đó là cái giá thể của các bạn. Các bạn nhìn cho kỹ nhé. Cái giá thể chuẩn của trồng sen đá cũng như nhân giống sen đá, không biết các bạn làm từ cái gì, nhưng mà nó phải tơi xốp như này này. Đó. Không cần biết các bạn dùng xỉ than, dùng cát, sơ dừa, rồi các cái loại giá thể các bạn mua gì đó, nhưng mà nó phải tơi xốp như này. Chứ các bạn mà cầm vào nó keo lại thì đảm bảo với các bạn là các bạn không bao giờ trồng được. Đó là khô. Còn đây là khi nó ẩm. Thì các bạn nhìn này,
mình xới lên nó vẫn cứ rất là tơi xốp, nó không bị kết dính chặt lại, cho nên là cây của các bạn nó sẽ không bao giờ bị ốm. Mình thì mình thấy đa số khi mà các bạn hỏi mình qua Zalo ấy, thì các bạn chụp ảnh cho mình xem khi mà các bạn nhân giống. 10 bạn thì có 9 bạn là đặt trong một cái hộp. Giá thể ở trong đó là đất, tro và trấu sống. Và mình thấy nó rất là ẩm ướt, rất là keo dính, nó không có một tí độ tơi xốp, một độ thoáng và độ khô nào hết cả. Nếu mà như vậy thì kể cả các bạn trồng hay là các bạn nhân giống thì không bao giờ mà các bạn thành công được. Một cái bề mặt nó rất là ẩm ướt thì kể cả các bạn cũng không tưới nước cho nó lên nữa, các bạn tưới một lần thôi thì có cả tuần nó cũng không bao giờ nó thoát nước được. Mà cái đất nó rất là keo dính, không có độ tơi xốp thì làm sao mà cây nó phát triển được. Đó là những cái sai lầm mà các bạn thường mắc phải khi nhân giống sen đá. Một cái nữa đó là có những cây sen đá có cành hay là thân cao thì các bạn đừng có cố mà tách lá ra nhân giống làm gì cả. Chẳng hạn như đây, cây kim tuyến này, đây các bạn nhìn thấy này, mình cũng tách lá ra, nó cũng lên đây, nó rất là tự nhiên nó lên đây. Nhưng mà các bạn cứ thử tưởng tượng đi, các bạn cắt cành của nó ra, các bạn cắt cành của nó ra, lúc đầu nó đang còn nhỏ xíu, các bạn cắt cành của nó ra, các bạn trồng vào một cái chậu mới thì đảm bảo với các bạn là chỉ cần 2 tháng nó đã được một cây con rồi. Trong khi đó thì tới tận 2 tháng thì cái lá nó mới được cái mầm nhỏ xíu như này. Thì các bạn nghĩ xem là các bạn nên nhân giống bằng cách nào thì nó hay hơn. Các bạn có phải là các bạn mất thời gian nhân giống bằng cái lá này không? Tới khi nào cho nó mới được một cái cây con? Đó là cái sai lầm tiếp theo. Một cái nữa đó là cái cây của các bạn ấy, khi mà nó có bị vấn đề gì, sốc nhiệt, ống hay là bị sâu bệnh gì ấy, nó đã ốm yếu lắm rồi, thậm chí nó rụng gần hết lá rồi, một cái cây chỉ còn khoảng 5-6 lá thôi, mà thậm chí những cái lá đấy là những cái lá bên trên ngọn, các bạn cũng tách ra, các bạn nhân giống, thì cái cây nó đã yếu rồi thì cái lá lấy đâu ra mà khỏe, trong khi đó mấy cái lá ở trên ngọn nữa, mấy cái lá trên ngọn thì làm sao mà các bạn nhân giống được? Các bạn nhân giống các bạn chỉ lấy mấy cái lá khỏe bên dưới này thôi, chứ cái mấy cái lá bên trên ngọn này nó đâu có nhân giống được đâu. Đó, rất là nhiều cái sai lầm của các bạn. Và khi các bạn gửi ảnh qua thì mình biết là các bạn sai từ ngay từ ban đầu. Cho nên là kiểu gì các bạn cũng không thể thành công. Vậy thì từ sai lầm đó thì mình sẽ chỉ cho các bạn các cái bước nó rất là cơ bản, rất là đơn giản. Đảm bảo các bạn cứ thực hiện theo cái cách này là thành công 100%. Thứ nhất là chúng ta tách lá, chọn những cái lá nào to khỏe. Đây chẳng hạn như cái cây này thì phải chọn cái lá này, chứ không thể chọn mấy cái lá này được. Chọn cái lá to khỏe như này, tách ra. Cái cây sen đá vàng này thì tách rất là dễ, tách sao đừng cho nó bị gãy cuống, cái này là dễ. Chứ một số cây khác cái cuống của nó rất là mỏng manh thì nó cực là khó. Và các bạn cây nó càng mềm cường nào thì các bạn cần phải cầm sát và cuống từng đấy, thì khi các bạn tách thì nó sẽ không bị gãy. Sau khi tách được ra cuống không có vấn đề gì cả, lá không bị sao cả, để trên một cái bề mặt thật là thoáng mát. Đây như một cái nắp của bánh đây, vứt nó như này thì ngửa lên để bạn mang hẳn vào nhà, có ánh sáng được không có ánh sáng được không sao hết, miễn sao là thoáng mát không có ẩm ướt. Các bạn nhìn này, cái khay này mình để những cái lá này mình tách ra tự nhiên, không có nước không có đất gì hết, mình mang hẳn vào nhà mình để. Các bạn nhìn này, 2 tháng này đấy, thậm chí bây giờ mình cứ để đây nó vẫn phát triển. 2 tháng có lá, nó còn thậm chí nó còn chưa ra rễ nhưng mà nó đâu có bị sao đâu, nó vẫn tươi bình thường này. Cái lá này nó còn ra rễ, chẳng qua là nó lâu thôi đấy, tận 2 tháng. Đây cái lá này cũng vậy, chưa ra rễ vẫn tươi, nhưng mà khoảng tuần nữa thì nó kiểu gì nó ra rễ. Cái này thì ra rễ rồi, 3 cái lá này là cùng một loại nhưng mà cái này ra trước. Có thể là cái lá này là cái lá mà mình đã sử dụng kích thích rễ bằng nha đam. Cái này thì do mình chưa xem lại, tại vì cái dấu của mình đánh dấu ấy, nó bị mất dấu mất. Mình đánh dấu bằng bút lông, nó bị mất dấu mất.
cho nên là mình phải xem lại cái clip cái bài trước thì mình mới phân biệt được cái lá nào mà mình đánh dấu, cái lá nào mình không đánh dấu. Đó, thì các bạn tách ra, các bạn cứ để tự nhiên như vậy. Tới khi nào nó ra rễ thì thôi. Còn khi nào mà các bạn thấy cái lá mà nó bị teo lại, thường thường là có hai trường hợp. Thứ nhất, nó bị héo, là như thế này. Lá teo vàng lại thì đảm bảo các bạn là nó không thành công và nó đã bị hư, thì chúng ta nên vứt nó đi. Cái trường hợp thứ hai, lá dần dần nó trong trong ấy, và nó bị úng, các bạn sờ vào các bạn thấy nó mọng nước, thì cái lá đấy cũng bị hư, các bạn vứt nó đi, không thành công, đừng có cố đợi làm gì cả. Đó, sau khi các bạn cứ để đấy, sau khi nó ra rễ, có lá nó ra rễ trước, có lá ra mầm trước, các bạn không phải lo về cái vấn đề này. Nhiều bạn cứ lo là tại sao ra rễ lâu rồi mà chưa thấy mầm, một số bạn lại hỏi là tại sao ra mầm rồi mà chưa thấy rễ, có sống được không. Các bạn đừng có kỹ quá, khi mà các bạn hiểu được rồi thì nó rất là đơn giản. Khi mà nó ra rễ dài khoảng từng này rồi, có mầm cũng được không có mầm cũng được, thì các bạn nên mang ra ngoài đất. Các bạn ẩm cũng được mà khô cũng được, nên nhớ là ẩm nhé, không được ướt nhé. Nếu khô, đây nó đang khô như này, thì các bạn xịt nước vào, các bạn tưới cho nó, không cần xịt nhiều đâu, xịt ít thôi. Còn nếu mà nó ẩm rồi thì thôi, cứ để ngửa lên đặt tự nhiên này, đừng có sợ là nó không bám vào đất, sau này cái rễ này nó tự ăn xuống cái đất. Mà kể cả những cái bạn nào mà lỡ mà đặt cái lá nó úp như này rồi ấy, thì sau một thời gian cái rễ này nó ăn ngược xuống dưới đây rồi á, thì các bạn cứ lật ngửa nó lên, rồi cái rễ nó đang từ trên, nó đang lên trên này, nó tự quặp xuống lại. Các bạn nào học sinh học mà cấp 3 thì các bạn biết cái rễ của cây nó luôn có xu hướng đi xuống phía dưới, còn thân cây và lá cây luôn có xu hướng đi lên trên theo ánh sáng. Nên các bạn không phải lo, các bạn cứ để kiểu gì thì để, cái rễ nó sẽ đi xuống và cái mầm nó sẽ tự khắc nó đi lên, đó là bản năng của cái cây. Cứ để như vậy, rồi các bạn phải duy trì nước cho nó thường xuyên, có lười đến mấy thì đất của các bạn cũng chỉ được phép khô trong khoảng 1 tuần, tức là nó chịu khô trong khoảng 1 tuần thì nó cũng không bị sao. Nhưng mà nếu mà cỡ mà 8 9 ngày trở lên mà các bạn không tưới nước cho nó thì kiểu gì lá của nó cũng bị héo. Cái thứ hai, duy trì nước nhưng mà lại không được cho nó ướt, ẩm thôi. Các bạn nhìn thấy cái cây sen sỏi dẹp này, mình tưới nước cỡ nào thì tưới. Đây có lá này, nó bị mình đụng mạnh quá nó rụng, chứ không phải, cũng có thể là cái lá này nó bị héo, nhưng mà không sao cả. Cái đất của các bạn ấy, các bạn mới tưới xong thì không nói, thì tất nhiên là nó ướt rồi, nhưng mà nó không được đọng nước. Còn sau khoảng 1 ngày hoặc 2 ngày thì các bạn, nó phải như thế này này, nó chỉ ẩm thôi, nó không có được ướt đâu. Sau 2 ngày mà các bạn thấy nó ẩm ẩm như này này thì vẫn được này. Chừng nào các bạn thấy nó khô trở lại như thế này thì lúc đó các bạn mới tưới nước lại cho nó. Còn nếu nó ẩm như lúc nãy rồi thì đừng có tưới nước cho nó. Các bạn cứ duy trì độ ẩm như nó như vậy thì kiểu gì nó cũng ra mầm. Còn những cái cây mà nó ra mầm trước, ở đây cũng hai cái lá sỏi dẹp. Cái này sỏi dẹp hay là đất hồng thì mình cũng không nhớ nữa. Cái lá của nó, cái này là hình như là sỏi dẹp. Đây hai cái lá này, một cái có rễ còn một cái chỉ có mầm mà không có rễ. Thì khi có mầm như này thì các bạn có thể mang ra ngoài đất, các bạn ươm cũng được, mà tốt nhất là các bạn cứ để cho nó khi nào nó ra rễ đã. Rễ nó hút nước chứ mầm nó không hút nước đâu. Mục đích của chúng ta là khi nó ra rễ rồi thì mang ra đất tưới nước cho nó để nó hút nước, các bạn hiểu không? Còn cái này thì nó chưa ra rễ thì các bạn cứ để lại, khi nào nó ra rễ thì các bạn mang ra đất các bạn ươm. Cái nhân giống sen đá này nó rất là lâu. Nếu như với ở khí hậu Đà Lạt thuận lợi ấy, thì khoảng 3 tháng thì nó sẽ được cây con. Mình lấy ví dụ về cái cây sen ngọc lá nhỏ này. Nếu mà như mà thuận lợi về ở khí hậu Đà Lạt thì khoảng 3 tháng thì nó sẽ được như này. Còn nếu như ở tất cả các chỗ khác thì
Nếu có 3 tháng thì mình sẽ cho các bạn xem. Các bạn thấy cái lá sen đá kim cương này, 3 tháng thì nó mới được như thế này. Nó cực lâu luôn. Chứ các bạn đừng có nghĩ là nó nhanh mà các bạn mới đợi được có vài bữa mà các bạn đã sốt ruột. Cái lá này thì mình ở vườn mình nhân giống nhiều quá, mình cũng không nhớ được cái lá nào ra lá nào nữa. Cái này không biết có phải là đế vương hay không, nhưng mà mình rất là giống đế vương. Như cái cây này cây đế vương. Đây, nó cũng 3 tháng. Cái kia 3 tháng còn lá, cái này 3 tháng lá chuẩn bị tiêu biến. Thì lá tiêu biến thì không ảnh hưởng gì tới cây cả. Quan trọng là nó có rễ. Một số trường hợp khi lá bị hư nhưng mà rễ lại đi theo lá, nhưng rễ nó không đi theo cái cây này ấy, thì các bạn cái trường hợp đấy các bạn có trồng tiếp thì nó cũng không có sống được đâu. Cái cây con của các bạn nó phải có rễ thì nó mới sống được. Còn rễ của nó mà bị đứt theo lá mẹ của nó rồi ấy, thì nó không sống được đâu. Thì đó là một số các cái sai lầm của các bạn, và mình chỉnh sửa cho các bạn đúng cách. Sau đây thì mình sẽ quay cho các bạn xem cái vườn mà mình nhân giống. Không phải như các bạn nghĩ là nó khó đâu, nó rất là dễ. Mình sẽ đi từ đầu. Đây là những cây đá đỏ mình trồng bằng cành. Những cây nào thân cao thì mình cắt thân ra mình nhân giống. Đá vàng cũng cắt thân ra nhân giống. Mình cắt thành 3 khúc. Cái cây mẹ mình để nguyên, cái khúc giữa mang ra trồng. Đây là cái khúc giữa này các bạn. Mấy cái cây này là cái khúc giữa. Còn đây là cái khúc ngọn. Còn những cái cây đây là những cái cây mẹ. Các bạn thấy khi mà các bạn nhân giống kiểu vậy ấy, nó ra rất là nhiều cây luôn. Cái cây mẹ của các bạn ấy, các bạn cứ cắt cành ra, sau này nó ra một loạt các cái cây con. Tiếp theo, đây, sỏi thiên thanh. Mình cũng cắt cành ra. Đây là những cái cành, chứ không phải là những cái cây cây mẹ đâu các bạn. Những cái cành ấy, mình cắt ra ấy, bây giờ nó còn lớn ngang với cây mẹ rồi. Cây mẹ của nó là, đây là hai cái cây mẹ của nó. Là mấy cái cành mình cắt ra. Cái này thì khoảng 2 tháng thôi. Thì nó đã được như thế này rồi. Nó rất là tiện lợi luôn. Kim tuyến mình cũng cắt cành ra. Giờ nó còn to hơn cả cây mẹ luôn rồi. Đây là cái đỉnh của cây sen đá viền lửa. Mà mình thường hay nói cho các bạn là phương pháp hủy đỉnh ấy. Đây là cái đỉnh của nó. Trước đây nó nhỏ xíu à. Mình cắt cái đỉnh ra, mình mang ra đất mình trồng. Bây giờ nó to như thế này rồi. Xe dung la lớn. Cứ mang ra đất trồng, nó lan ra đất rất là nhanh. Còn đây là lá mình nhân giống. Các bạn thấy cái giá thể của mình nó luôn luôn khô thoáng như thế này nhé. Chỉ trừ khi mà mình mới tưới nước xong thì nó mới nhìn nó mới ướt đẫm thôi. Chứ còn sau đó thì khi mà nước rút rồi thì nó chỉ còn giữ lại độ ẩm thôi. Và nó luôn luôn trong tình trạng mà khô khô thoáng thoáng như này. Chính vì vậy mà sen đá của mình nó không bị héo, nó cũng không bao giờ nó bị úng. Ở đây nó rất là nhiều loại. Mấy cái lá trắng trắng này là sỏi dẹp. Còn đá vàng, đá đỏ thì cực nhiều luôn. Sen nhung, Phật bà mình tách từ cây con ra. Phật bà cũng rất là lâu lớn. Những cái cây Phật bà mà cho các bạn xem đây là nó tới 4 tháng nó mới được như vậy. Có một số lá nó cũng bị hư. Đây là một số lá mà khi mình tưới nước ấy, là cái vùng đất của mình ấy, nó bị trũng. Mấy cái lá này nó nằm tại vị trí đấy, cho nên là nó bị hư. Ở đây có một cái cây lá mẹ. Lá mẹ bị thối. Còn cây thì theo như mình thấy thì nó rất là bình thường, chứng tỏ là không sao hết. Ở đây lá mẹ bị hư, còn cây xanh tươi bình thường, có rễ, không sao hết. Mấy cái loại đá đỏ này mình nhân giống rất là nhiều. Đây là cái lá sen quốc sao này các bạn. Thì hôm qua mình mới đăng bài cho các bạn ấy. Mình tách cái lá này ra nhân giống rất là nhiều nhưng mà nó không thành công. Không biết bạn nào đã nhân giống thành công bằng lá chứ. Theo mình thì mình không nhân giống được. Nhưng mà cái loại này nó có con nên là cũng chẳng cần nhân giống bằng lá làm gì cả. Cứ tách cây con ra mà trồng cho nó sướng.
còn đây là sừng rồng. Sừng rồng thì các bạn cứ sợ, nhưng mà cái sừng rồng này thì nó cực dễ luôn. Cứ bảo là sừng rồng nó thích khô, nó không chịu được nước, nhưng mà thực ra sừng rồng này tưới nước nhiều hơn sen đá vẫn cứ được, nắng nóng cỡ nào nó cũng chịu được hết. Tóm lại cái này vứt đâu nó cũng sống. Và cứ cây sừng rồng nào có nhánh có cành thì cứ tách ra cắm thẳng vào đất và tưới nước là nó sống. Những cái cây sỏi thiên thanh xong mà mình sau khi mà mình đã cắt cành ra mình trồng đấy ở tại các cái vị trí phía dưới này, nó nảy mầm ra cho các bạn. Đối với những cái cây sen đá mà sau này nó bị cao lên như vậy, các bạn cứ kệ nó, nó cao lên nó ngả xuống cũng được. Sau này theo tự nhiên nó sẽ thành một cái dạng bonsai rất là đẹp, giống như cái cây đá đỏ của mình đây, nó có thế rất là hay. Thì cái bài này thì mình xin phép được tạm dừng tại đây. Tiếp theo thì mình sẽ học cũng nhiều rồi, học nhiều nó cũng chán các bạn, cái gì cũng vậy thôi. Mình vừa chơi vừa học. Bài sau thì mình sẽ làm một số trò về sen đá, theo mình thấy nó rất là hay. Cái thứ nhất đó là trồng sen đá trong nước. Cái thứ hai đó là cắt đôi lá sen đá ra nhân giống. Và cái thứ ba đó là trồng sen đá theo hình chữ S. Nghe có vẻ khó tin, nhưng mà mình thì kênh mình thì chưa lừa bất cứ một cái gì cả. Có thì mình mới làm, không có thôi. Nhưng mà mấy cái đấy thì nó hơi khó, cho nên là mình sau khi mình làm nó có kết quả rồi thì mình mới khuyên các bạn làm theo. Còn khi nó chưa kết quả thì các bạn xem cho vui thôi. Còn cái bài này thì mình xin phép được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở cái bài sau. Cái bài sau thì mình sẽ làm về cắt đôi cái lá sen đá ra. Từ một lá mà mình nhân giống.